chuyến thăm bảy bìm bịp này 10 cái dính được 9 con nha các bạn. Nói chung là quá đã các bạn ơi. Quá phê luôn. Đặt 10 cái bẫy mà dính 9 con. Hết 7 con bìm bịp già, 2 con bìm bịp tơ nha các bạn. Này quá sướng sướng luôn rồi.